Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với những vlog đồ ăn của mình. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau làm món bí luộc nha. Trước tiên thì mình sẽ có phần bí đã thái lát và để rửa sạch và để ráo. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi. Tiếp theo thì nước sôi rồi thì mình sẽ thả bí vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho nồi nước của mình sôi lên nha. Bây giờ thì mình sẽ cho nửa thìa muối để cho phần bí của mình được đậm đà hơn. Sẽ đảo đều và đợi cho phần bí của mình sôi lại. Chúng mình tránh đậy nắp vuông nhé, để bí của mình sẽ được xanh và không bị bây giờ thì bí của mình đã sôi lại thì mình sẽ đun sôi khoảng 4 phút nhé. Đun đến lúc mà sao mà cho bí nó vừa chín tới. Tôi sẽ đảo đều cho bí nó chín đều. Mọi người có thể làm thấy là bí của mình lên màu xanh rất là đẹp này. Sẽ thi thoảng đảo một chút nhé. Bí luộc thì mình thường sẽ cắt dày hơn là bí để dùng để nấu canh nhé.
Bí của mình đã gần được rồi nha, mình chỉ để tầm khoảng 1 đến 2 phút nữa. Bây giờ bí của mình đã chín rồi thì mình có thể tắt bếp nha. Và đây là phần bí luộc của mình này. Mọi người thấy là màu xanh rất là đẹp nha. Mình luộc không hề bị xuống màu. Thì mọi người hãy cùng mình thử làm theo cách mình luộc bí này xem là có ngon hay không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.